đầu. Bíp hai tay điều khiển bên trái, quay vào vòng tâm đây. Chú ý tránh nhau trên không nhá. Anh mời danh thu tay đấy. Thu tay em, tay bình thường, thu tay ra đấy, sao này nó không mở. Bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần thực hành huấn luyện nhảy dù về, tôi và đồng đội lại tranh thủ kiểm tra, sửa chữa lại khí tài dù. Mục đích của việc làm này để đảm bảo an toàn và tiết kiệm cho những lần nhảy sau. Công việc tưởng như chỉ dành cho những người phụ nữ, nhưng lính dù chúng tôi ai cũng thuần thục, bởi vì chúng tôi hiểu, cẩn thận với từng đường kim mũi chỉ là chúng tôi đang tự bảo vệ chính tính mạng của mình và đồng đội. Đa số chúng tôi đến với dù không chỉ vì nhiệm vụ mà còn là niềm đam mê. Bởi vậy, hễ cứ ngồi với nhau là lính dù chỉ có chuyện nhảy dù mà thôi. 10 giây nhanh anh trừ đi 1 giây kia anh bấm vào cửa. Anh nhìn giây thứ 11 thì là bắt đầu anh thu tay anh giật. Học là bình là so, việc cuối. Xong rồi việc cuối. Sáng nay, trong quá trình tiếp đất, do hướng gió thay đổi đột ngột, không điều chỉnh dù kịp thời nên đồng chí Dương đã va phải một mô đất khiến chân bị bong gân. Cái chân cẳng cái nào đấy? Bong gân rồi. Có thông báo gì với vợ con không? Mình không nói nữa. Nói bây giờ sợ nhà vợ lo. Đâu ông không gọi điện về là đúng đấy, tại vì là thực ra chị em cũng đều biết cái công việc của anh em mình nó rất là nguy hiểm. Rất dễ dẫn đến chân thương, chân tay này khác thì nó không, mình không nên thông báo là đúng. Thế tôi mới quyết định không thông báo thôi. Thường này vợ gọi điện đến một cái bình thường. Các bạn Dương đi đâu đấy? Anh. Dạ, cho anh. Dạ, bọn em ra ngồi hóng mát. Chân hôm nay thế nào rồi? Dạ, báo của anh hôm nay em mình chắc cũng bông gần. Dạ, có sưng không? Dạ, cũng có sưng vừa rồi bóp dầu nó cũng đỡ rồi. Vậy là ngày mai lại lỡ mất cái ngày rùa đấy. Dạ vâng. Tôi đỡ các bạn ngồi xuống nhé. Dạ vâng. Tôi đỡ một. Đây, vào đây xem. Như thẳng lên nghe chân có vẻ sưng hơn buổi chiều đấy. Dạ vâng. Em cũng bóp dầu. Em vừa mới cầm lọ dầu mà năm ngoái mình đi Nga đấy, xong mang về lọ dầu em bóp thấy cũng tốt. Cái nghề của mình là cái sức khỏe rất quan trọng, đặc biệt là đôi chân. Đấy, nên là ngày mai nhảy dù thì em lại bỏ lỡ mất một cái chuyến nhảy dù rất là quan trọng. Cũng cách đây 12 năm thì người thầy của em cũng vì cái lý do sức khỏe trong một chuyến nhảy dù không xử lý được cái tình huống bất chấp trên cầu dẫn tới hy sinh, một cái điều rất là đáng tiếc trong cái nghề của mình. Vì vậy cho các em đang còn trẻ, các em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là cái đôi chân của mình, để cho những cái chuyến nhảy dù là an toàn. Với chúng tôi, mỗi chấn thương giống như một lời nhắc nhở về trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với chính gia đình mình. Để hạn chế những sai sót, chấn thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi thường xuyên phải luyện tập. Một trong những bài tập quan trọng
quyết định thành công của mỗi chuyến nhảy dù là bài tập tiếp đất. Quá trình tiếp đất là quá trình mà toàn bộ trọng lực của cơ thể dồn vào đôi chân. Vì vậy, yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện động tác này là đầu gối, mắt cá và bàn chân bao giờ cũng phải khép kín. Bởi nếu thực hiện động tác không tốt, rất dễ dẫn đến chấn thương đáng tiếc. Đặc thù làm việc trong môi trường trên không, vì vậy bài tập nào với chúng tôi cũng rất quan trọng. Các ông chí chú ý, từ khi rời cổng máy bay đến khi tiếp đất là một chuyến nhảy dù, nó xảy ra rất nhiều cái hiện tượng uy hiếp đến an toàn đến tính mạng của đồng chí. Mà từ xa xưa đến giờ rất nhiều đồng chí đúc rút được bằng kinh nghiệm xương máu của rất nhiều cái thế hệ đi trước rồi. Nên là trong quá trình xử lý làm sao phải thật chính xác. Thế là rời cổng máy bay, chúng ta dù mở chậm, dù rách nhiều, dù đứt nhiều dây, bị xoay lộn trên không, dù mở chậm. Đấy là một cái mà chúng ta cần phải xử lý kịp thời và chính xác, bảo đảm cho cái chuyến nhảy dù chúng ta an toàn. Đấy. Đề nghị trong quá trình nhảy dù các đồng chí thật phải tập trung cao độ để xử lý làm sao thật chính xác trong mọi cái tình huống, tất cả cái tình huống gì xảy ra đối với chúng ta trong cái chuyến nhảy dù đó để bảo đảm an toàn đến tính mạng các đồng chí. Nhảy. Tùy vào độ cao khi nhảy, vận tốc rơi trung bình của chúng tôi là 50m một giây. Điều đó có nghĩa là trong khoảng gần 1 phút từ khi nhảy ra khỏi cửa máy bay đến khi tiếp đất, chúng tôi chỉ có 1 đến 3 giây để xử lý mọi bất trắc có thể xảy ra trên không. Vì vậy, với lính dù, không bao giờ có chuyện làm lại và rút kinh nghiệm. Khép chân vào, khép chân vào. Quay nó rác bình thường. Gió thổi mạnh, gạt ông chí vào rừng. Tiếp đất vào rừng. Để hạn chế tối đa những bất trắc về lý do kỹ thuật xảy ra trên không, trước mỗi lần đi thực hành huấn luyện nhảy dù là tôi và đồng đội lại làm công tác chuẩn bị dù. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ một cách tập trung, đúng kỹ thuật, chính xác từng khâu một. Trước mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ nhảy dù, tôi thường dành nhiều thời gian bên gia đình. Với tôi, đó là khoảng thời gian quý giá. Tôi gạt bỏ mọi ưu phiền, rào cản về tâm lý để có những chuyến nhảy dù an toàn. Rồi, mệt chưa? Mệt rồi, thì bây giờ đi nghỉ sớm, mai con đi nhảy dù nha. Con gái yêu bố không? Rồi, bây giờ đi ngủ đi nha. Thành phần tham gia nhảy dù ra khởi động. Nhảy. 91 vào đeo dù, các đồng chí giáo viên vào kiểm tra dù. Mọi công tác chuẩn bị của chúng tôi phải tiến hành khẩn trương và đảm bảo an toàn 100% trước khi lên máy bay. Mọi sự làm tắt và không cẩn thận là điều không được phép xảy ra. Sự chuẩn bị về mặt tâm lý trước khi thực hiện nhiệm vụ cũng là yếu tố quan trọng.
đồng hồ cao này. Đồng hồ cao. Với lính dù chúng tôi, việc không được nhảy dù còn khó chịu hơn cảm giác mang bên mình chiếc chân bị đau. Cảm giác ấy, chúng tôi vẫn đùa nhau là cảm giác của người nghiện bầu trời. Chúng ta sẽ nhảy sau tầm 5 giây, nhưng mà tôi sẽ nhảy trước tầm khoảng tầm 5 giây, 5 đến 10 giây. Để mọi người khi xuống ra đội hình thì tôi sẽ tiếp cận được tầm tình huống này. Sau đấy Nam sẽ tiếp cận cho sau nhé. Trung sẽ vòng bên phải và bám ngay Nam nhé. Tất cả mọi người là T4 cố gắng bám sát ở bề tâm nhé. Chạy phương án như thế. Rồi thì okay, chưa? Hôm nay là lần nhảy thứ 356 tôi thực hiện. Đến giờ thì không còn cảm giác căng thẳng như những ngày đầu tiên nữa. Nhưng với chúng tôi, mỗi khi đứng trước cửa máy bay vẫn là cảm giác hồi hộp đến khó tả. Đã lao ra bầu trời là chúng tôi chấp nhận đối mặt với những bất trắc, hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng với bản lĩnh của người lính, với trái tim của những con người dũng cảm, chúng tôi sẽ chinh phục bầu trời bằng tất cả đam mê của mình. Thưa quý vị, xin chào tất cả.